Xin chào cả nhà nha, cảm ơn cả nhà mình đã click vào xem video này của em Mai. Hôm nay là đầu tháng 8 thì em sẽ lên video về những cái mẫu xe mới để cho mọi người cùng cập nhật và cũng như là để mọi người tham khảo về giá cả để cho mọi người chuẩn bị mua xe sắp tới nha cả nhà. Hiện tại thì cái dòng xe Kia thì cái hàng của nó không còn nhiều nha cả nhà. Hiện tại thì ít hàng rồi. Nếu như mà anh chị em mình có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe tay côn như là Kia, Rider hoặc là Sonic á thì mọi người hãy tranh thủ nhanh tay đi. Hiện tại thì cái mức giá nha, em cũng thông báo với mọi người luôn là nó đang có lên một xíu so với thời gian trước đây nha cả nhà. Thì giá như nào xíu em sẽ vô cập nhật giá cả cho mọi người sau nha. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người cái dòng xe Kia này. Hiện tại thì Kia này thì em đang là lên từ phiên bản chính hãng nha. Nếu như mà mọi người muốn lấy tư nhân thì bên em vẫn còn hàng, thì mọi người hãy nhắn tin trực tiếp qua phần Zalo giúp em nha. Về phiên bản chính hãng á, mọi người phân biệt giúp em thì nó sẽ có cái phần xi nhan trước và sau, cả trước cả sau nó lồi ra. Nhưng mà nếu mà anh chị em mình muốn tích hợp gọn vô này, mọi người có thể tích hợp gọn vô chó đèn phía trước hoặc là phía sau thì em hỗ trợ tích cho mọi người luôn nha. Khi mà tích vô á, thì nó sẽ nhìn giống y như là chiếc xe Kia tư nhân thôi, không có khác gì cả đâu nha cả nhà. Rồi thì cái phần màu sắc này, đây là màu xanh xi măng, anh chị em mình thường gọi là xanh xi măng nha. Lên trên cà vén giúp em thì sẽ là màu xanh đen. Và về phần tem á, mọi người cũng quan sát này, ở phía bên hông nha, em sẽ đi từ cái tem này, tem màu đen này, và in cái số in chữ á, mọi người sẽ là in chữ màu trắng ha. Và góc này, góc nhỏ bên phía bên trước này, thì nó sẽ có in logo cho em là logo Suzuki nhé cả nhà, Suzuki này. Rồi sẽ có dòng chữ cho mình là Hyper Underbon, đây là kiểu dáng xe của Hyper Underbon nhé cả nhà. Chữ thì cái này em sẽ sơn cho mọi người là chữ Kia để mọi người biết được đây là xe Kia ha. Và nếu như mà anh chị em mình á có ý tưởng độc lạ hơn thì mọi người có thể sơn phóng cái chữ Kia lớn lên thêm. Mọi người có thể này sơn chữ Kia ngay một dọc bên hông này cũng được nha cả nhà. Em có sơn mấy chiếc rồi cũng rất là đẹp ha. Tùy theo cái mọi người thích thôi. Mọi người muốn sao thì em hỗ trợ sơn cho mọi người như vậy. Và phía về bên hông xe á, em sơn cho mọi người chữ F150. Kia thì em sơn là F150, nhưng mà đối với Rider thì em sẽ sơn là chữ R150 ha cả nhà. Rồi, xi nhan đằng sau thì vẫn lồi ra như vậy. Mọi người muốn tích hợp vô thì qua bên cửa hàng em hỗ trợ tích hợp cho cả nhà nhé. Về cái phần mâm đi, mọi người nhìn cái khi mà em phối lên cái mâm này á, với màu sắc này mọi người có thấy là hài hòa không cả nhà? Em thấy thì khá là ok, khá là đẹp mắt nha. Về cái phần mâm á, khi mà mình gắn mâm độ thì làm chiếc xe của mình nó trở nên là cứng cáp hơn, chắc chắn hơn. Mọi người đi ngoài đường sẽ cảm thấy là mạnh mẽ hơn rất là nhiều nha cả nhà. Với dòng xe tay côn, đặc biệt là xe Kia này thì mọi người á, với mặc dù là phân khối có 150 thôi, nhưng mà đi máy rất là mạnh nha cả nhà, rất là mạnh, mạnh hơn nhiều so với những dòng xe như là Winner nhá, mạnh hơn nhiều ha. Hiện tại thì em nó thì vẫn đang sử dụng là chìa khóa cơ giúp em nhé cả nhà, chìa khóa cơ thôi. Rồi, và không để mọi người chờ lâu nữa, em sẽ vô chủ đề chính, cập nhật giá cả cho mọi người được biết ha. Hiện tại thì em này là Kia chính hãng, màu sơn 3D, em đang có mức giá cho mọi người là 49 triệu. Mọi người nghe giá, mọi người tham khảo, mọi người có thể là quan sát những cái video của em đăng ngày trước á, thì mọi người thấy là giá lên rồi ha cả nhà. Hiện tại 49 triệu và mọi người có xem video, em giảm cho mình 2 triệu nữa, nó chỉ còn lại là 47 triệu thôi. Nếu như mà tài chính không đủ, mọi người cũng có thể mua góp cơ. Mọi người mua góp thì chuẩn bị giúp em Mai tầm khoảng 5-6 triệu cũng được. 5-6 triệu là em hỗ trợ cho cả nhà qua làm hồ sơ, đậu hồ sơ lấy xe về nha. Đối với hồ sơ tốt, hồ sơ chưa từng vay góp, có vay góp rồi mà góp tốt, đúng hẹn, không có bị trễ là ok nha cả nhà. Nếu như mà mọi người có lỡ bị dính đóng trễ nợ xấu á, thì mọi người thanh toán hết rồi, qua cửa hàng em vẫn hỗ trợ cho mọi người lên hồ sơ. Và có rất là nhiều khách hàng thì vẫn mua được xe bình thường luôn nha cả nhà. Còn nếu như mà mình nợ xấu mà chưa đóng xong, vẫn còn ví dụ khoảng 1-2 tháng mình chưa đóng thì em không có hỗ trợ được nha cả nhà ơi. Rồi, hiện tại thì bên em còn có hỗ trợ cho mọi người là chương trình thu xe cũ để lên đời xe mới. Nếu như mà cả nhà mình không có nhu cầu sử dụng xe cũ đâu nữa thì mình cứ đem qua cửa hàng em Mai hỗ trợ thu cho mọi người giá cao để cho mọi người lấy xe mới với giá tốt nhất nha. Và khi mà mọi người coi video này của em, mọi người không có nhu cầu mua xe đi chẳng hạn, thì mình hãy cứ giới thiệu cho anh chị em, bạn bè, người thân của mình được biết tới cửa hàng em Mai. Dẫn khách qua đây mua xe thành công, em sẽ hỗ trợ chi hoa hồng cho mọi người từ 500 đến 1 triệu tùy theo cái dòng xe mà khách hàng mình mua ha cả nhà. Và cái màu sắc thì ngoài màu này ra, bên cửa hàng em Mai sẽ còn thêm nhiều màu sơn 3D nữa thì cũng đồng giá thôi. Có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, mọi người muốn xem thêm mẫu cũng như là màu sắc thì mình nhắn trực tiếp qua phần Zalo cho em để em được hỗ trợ cho mọi người. Và hiện tại màu zin của cái dòng Kia chính hãng này này thì em sẽ còn một màu duy nhất, đó là màu trắng đen. Màu trắng đen nhưng mà
mình gọi là màu trắng đen thôi, nhưng mà cái màu xe của nó mọi người sẽ nhìn màu sắc là sẽ hơi vàng vàng. Rồi mọi người muốn xem mẫu xe đó mình hãy cứ alo cho em nha. Rồi số hotline của em là 0325 240 470, và em có số Zalo luôn nhé cả nhà, số đó là em xài Zalo. Và em có ghi số điện thoại dưới màn hình rồi, mọi người nghe không kịp thì mọi người có thể nhìn bên dưới màn hình, mọi người kết bạn qua cho em nha. Nếu mà anh chị em mình có nhu cầu đi tới cửa hàng mua xe, mọi người không biết đi theo vị trí thì mình cứ tới khu du lịch Đại Nam này, ngã tư Sở Sao, ngã ba Phú Hòa hoặc là ngã tư Hòa Lợi gì đó, mọi người gọi cho em ra rước mọi người vô tận cửa hàng để mọi người mua xe về nha. Rồi rất là hy vọng sẽ được gặp mọi người một ngày gần nhất tại cửa hàng để mọi người riêng xe đẹp nhất với mức giá tốt nhất nha. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người sau.